Rồi, mời em. Mời bạn nam. Rồi, giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thanh, em sinh năm 94, em sinh ra ở Đắk Lắk và hiện tại công việc của em là chăm sóc khách hàng tại tổng đài của VTV Cap ạ. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn máy bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em xin tự giới thiệu, tên của em là Phạm Văn Thăng. Năm nay 35 tuổi, sinh sống và làm việc tại Đắk Nông. Nghề nghiệp của em là chuyên viên văn phòng. Bây giờ mình đang ở Đắk Nông luôn hả em? Dạ, em ở Đắk Nông chị. Có bạn gái bên kia ở đâu vậy? Dạ, quê ở Đắk Lắk. Quê em ở Đắk Lắk nhưng mà hiện tại em đang làm việc ở Đắk Lắk thì coi như trên đường về Đắk Nông rồi. Dạ đúng rồi, em phải đi qua Đắk Nông thì em mới tới được Đắk Lắk. Đúng rồi, muốn về nhà mình phải đi qua nhà chàng trai ấy. Hôm nay duyên gặp nhau rồi, Đắk Nông và Đắk Lắk ha. Dạ, nói chung là cùng quê. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Thích ca hát, sống tình cảm và có trách nhiệm, hơi nóng tính. Em nấu ăn thì chỉ biết nấu món thịt thôi chứ còn cá thì em không biết nấu. Nấu chắc cho một mình em ăn được thôi. Bạn trai. Ưu điểm của em là người thật thà, trung tình, còn khuyết điểm thì rất là nhiều ấy. Em nói to xong rồi. Nói to nhưng mà bản thân thì nói xong rồi thôi, không bao giờ để bùng một vấn đề gì cả. Em biết nấu ăn. Nói chung là việc chứ em cũng biết làm. Bên đây ta làm hết luôn rồi đó, khỏi lo gì hết trơn á. Rồi. Vậy chứ làm vợ thôi. Anh cho em hỏi là nếu mà mình quen nhau thì anh có chịu xuống Sài Gòn thăm em không? Ở đây thì mình cũng chia sẻ thật, mình ngại yêu xa. Thường giờ bảo là yêu xa không vấn đề gì, nhưng mà mình phải nhìn nhận xa hơn một tí. Công việc cái này cái kia là có chuyện gì buồn nó cần gấp mà bảo là xuống ngay liền thì không xuống được, thì dẫn đến là nhiều cái cuộc tranh cãi. Là anh không quan tâm em nhiều, đó là mình chia sẻ thẳng. Còn nếu mà đã tìm hiểu á, cảm thấy á, mà hợp với nhau á, thì quãng đường thì cũng không vấn đề cả. Mình có thể tin nhau thì trong một tháng mình có thể gặp nhau một lần, hiểu nhau và chia sẻ cùng nhau như thế. Thực chất là con gái người ta sẽ cần sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Nên là nếu mà anh nói như vậy thì em thấy anh cũng đồng quan điểm với em á. Tôi nghĩ thế này nè các bạn, bây giờ phân tích cái đó khó lắm. Những người ta ở Hà Nội, tôi yêu thành phố Hồ Chí Minh mà giống như tôi vậy đó, tôi yêu vợ tôi ở Bình Định còn xa các bạn nữa, không có đi xe còn xa nhiều nữa, vậy mà vẫn yêu nhau, vẫn đến với nhau được. Không quan trọng, quan trọng tình yêu của bạn đủ lớn hay không thôi. Hôm nay các bạn có duyên với nợ với nhau không nha. Rồi bây giờ tiếp tục tình trường đi. Em trải qua Hà Nội tỉnh kéo dài khoảng 12 năm. Em vào Đắk Nông lập nghiệp thì em có bảo bạn gái vào cùng thì bạn gái không chịu. Cô ấy nói là không vào thì em chấp nhận là chia tay. Còn mối tình thứ hai kéo dài được 3 năm, chia tay cách đây cũng được hơn 2 năm, gần 3 năm rồi. Thì năm đó thì em có bắt xe cho bạn gái về quê ăn Tết, em ở lại. Thì em có nói một câu đùa thôi. Tết năm nay á mà em về á ở ngoài quê á, có anh nào mà tốt hơn em anh á thì em lấy người ta luôn. Thế là Tết năm đó là người ta lấy chồng luôn. Trời ơi. Nhưng mà nói của bạn hên ghê. 12 năm yêu nhau, một cái thời gian rất là dài cho hai gái mối tình thì sao? Nha. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em thì trải qua hai mối tình chính thức. Thì mối tình đầu tiên là do anh đó ở Long An, em thì ở Đắk Lắk. Em thì suy nghĩ là em chỉ muốn về Đắk Lắk thôi chứ em không có muốn là lấy chồng xa. Tại vì thực chất là nhà em á chỉ có em với mẹ em thôi. Vậy giờ anh này là hợp rồi, bây mốt về Đắk Lắk nè, Đắk Nông, Đắk Lắk gần nhau nè, đúng không? Dạ. Để tôi qua tôi coi mặt bên đàn gái cho nó coi, coi. Bây giờ buồn quá, chào em gái. Dạ em chào anh. Hả? Đắk Nông với lại Đắk Lắk sát bên nhau, mẹ em muốn về quê sống với mẹ đúng không? Dạ. Như vậy rất hợp lý, chị Cát Tường nói đúng rồi đó. Dạ. Em thấy sao? Dạ em thấy được. Được rồi, tấn tới luôn nha. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Dạ bạn nam thì trầm tính một xíu. Trầm ơi, quá quá trầm luôn á. Ừ. Dạ đừng có bụng bự. Hả? Có không? Không. Sao bụng bự sao em không thích? Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Có mẫu người lý tưởng nào không? Công Vinh á. Công Vinh hả? Bên đây cũng công mà chưa Vinh. Để anh coi chúng ta là thôi. Em cảm giác nãy giờ thấy là cô đưa ra cái hình mẫu lý tưởng như mình được bao nhiêu phần trăm? Em thì không uống rượu, uống thuốc. Mình thì muốn tìm người như thế nào? Em muốn bạn nữ là lanh lẹ, nói nhiều,
rồi biết nhậu. Gặp bạn nữ mà nói nhiều mà nhiều mà còn biết nhậu nữa là lè nhà dữ luôn. Ừ, vì em không biết nhậu nên là nhiều khi giả sử như bạn bè anh em đến nhà thì nếu mà chồng không uống được thì vợ tiếp có say nữa thì chồng lo hết, không việc gì cả. Nên là dạ. Thế bây giờ khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Em nói thật anh chị với quý vị khán giả, em là chuẩn bị hết cả rồi, còn thiếu cho cô dâu thôi. Là mình sẽ làm dâu đúng không em? Dạ em không làm dâu, em ở riêng, học xong 12 là em tự lập tới giờ. Mình ở nhà riêng luôn hả em? Dạ, quan điểm của em á là học xong xin việc xong thì trả lại muốn là vô được biên chế xong thì lại mua được miếng đất, mua được miếng đất thì cứ lại muốn xây nhà được cái vợ để cho vợ sau này coi phải vất vả. Thế là cứ thế tới giờ vẫn ở không? Dạ. Tốt quá. Không biết bạn gái này có phải bạn gái của em đã hẹn lên chương trình bữa 30 tháng 12 không nữa. Nhưng dạ, mà đúng rồi trước đó. Thì đó đúng là nếu mà vậy thì cùng là mình cùng là có duyên với nhau. Hồi trước thì em đáng lên hình hôm tháng 11 thì bảo là bạn gái chưa chuẩn bị được giấy tờ. Đến khi chương trình báo lần 2 chúng mới thuê trong cái khách sạn nghỉ cái chương trình báo, anh ơi anh thông cảm cho bạn gái bị sốt siêu vi đưa đi bệnh viện rồi. Thế là em lại quay về trong đây lần thứ ba. Hay quá. Lần này thứ ba. Bất quá tam ba bận, lần này rước cô dâu về luôn nha. Khó ghê chưa? Chúc mừng em. Đó là cái duyên. Là em mà... luôn đó hả? Dạ đúng rồi, hôm nay em cũng bị cảm nhưng mà em nghĩ là lần thứ ba nếu không được là chắc em là không có duyên nên thôi em cố gắng hết mình. Vậy là duyên quá rồi, mình phải cố gắng nắm bắt cái cơ hội này nha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn thân và đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và quý vị khán giả. À, rồi, chào em. Em cho ý kiến về em trai này đi. Bạn em thì hơi sôi nổi một xíu. Anh bên này thì em thấy là có vẻ là khá là trầm tính. Em không biết là yêu xa thì hai người sẽ như thế nào, nhưng mà em nghĩ là quyết định là vẫn nằm ở Thanh nhiều hơn. Rồi cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với em đồng nghiệp. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của anh Thăng. Nhận xét về anh Thăng thì tính thì cũng trầm tính, về tình yêu thì cũng hơi rụt rè. Lên chương trình này thì cũng gặp được bạn nữ đây thì mong hai bên tìm hiểu nhau. Rồi bây giờ kéo màn lên, cố gắng chút xíu nha. Trong tình yêu chúng ta phải cố gắng chút xíu. Nào, kéo màn lên. Mời hai bạn. Dạ anh chào anh. Con món quà. Dạ cảm ơn. Rồi chúng ta trò chuyện với nhau đi. Cho anh hỏi là em làm việc ở dưới này á thì em có thường xuyên về đến nhà không? Dạ có, em hay về nhà lắm. Thỉnh thoảng có thời gian thì một tháng em sắp xếp tầm khoảng 1-2 lần em về thăm mẹ em. Nhà em chỉ có mình em với mẹ em thôi. Em cũng ngại vấn đề mà quen xa thì không chăm sóc được cho ba mẹ em á. Ừ, Đắk Nông, Đắk Lắk nó còn gần gấp mấy lần thành phố Hồ Chí Minh nữa. Dạ. Anh có thể xin em một công việc nào đó gần đó thì gần mẹ hơn nữa. Chúng ta có rất nhiều cơ hội, mình đừng bàn đến cái chuyện xa gần nữa. Dạ. Bây giờ chúng ta bàn đến cái chuyện cái quan điểm tình yêu của các yêu bạn như nào. Thế nào? Em có hay ghen không? Dạ có ghen nhưng mà ghen đúng thôi anh. Con gái thì ai cũng hay ghen nhưng mà thực chất nếu mà người đó làm cho em tin tưởng thì không có vấn đề gì hết. Đối với bản thân anh thì cũng ghen. Nhưng mà khi mà anh thấy hoặc là chi thì anh mới ghen thôi. Còn ai nói gì anh mặc kệ. Thì nếu mà yêu á thì anh rất là chủ đừng, rất là tốt. Anh có thể làm cái sọt rác cho em để mỗi khi em tức giận vì điều gì đó trong công việc hoặc gì có thể trút vào anh. Có thể chửi bới hay là gì anh còn làm tin. Sau anh ngoài đi đổ, à, đúng không? Đó. Anh thì không phải là làm dâu, anh thì một mình anh sống từ khi anh đi học tới giờ rồi. Thì sau này mà có yêu á thì em xác định về trên nhà ở, anh có thể theo em về ở trên nhà. Hay cái quá. Đó là anh không lo ngại về, bởi vì mình là anh là con trai có thể ở buôn mê xuống đi làm ở đó thứ bảy chủ nhật anh về. Ý là trong quá trình đi lại thì anh có thể sắp xếp được. Anh nghĩ đó là lời nói chân thành nhất đó em. Quá hay, không còn gì xuất sắc hơn. Nào. Để tay nhau bấm đi bạn. Kiểm tra một lần nữa nha. Xem nhịp tim của mình có đập hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời bạn. Quyết định đời những giây phút cuối, phút 90 bù giờ. À được chứ, mở ra được không? Ướm lên thử nào. Cô này thích áo trắng, trời ơi xinh quá. Chưa, rất là đẹp.
Em rất là cảm ơn anh về món quà này. Để